Neuro là 2D. Còn nếu như em muốn làm mạch 3D thì em phải chọn cái đây nè, đây 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 nè, những con đây nè, đây nè, đây nè này, đúng rồi, đây nè 3.0, có nghĩa là cứ ba độ một frame. À, nó có độ, có độ độ quay em, độ quay của nó. À, em chọn rồi đi, em chọn đi, có độ quay 6 độ. À, 6 đó. Nói chung nó có bao nhiêu đấy, thì nói chung thì nó là sẽ có chương trình này, chương trình dành cho 3D. Những cái đằng nào đây nè này là cộng 3D. Yeah. À, ông đây nè là 3D ha. Yeah. Đây nè. Còn nếu như em làm mạch bình thường không phải em làm mạch xoay thì em cứ dùng neuro. Tại em thấy em thay dùng mạch này á, thì ở đây nó có này. À, đây cũng là thuộc dạng tứ chi này, peri stepping này, cũng tắt này. Đây mạch chi này. Ha. Đó, mạch chi. Đây mạch chi nhưng mà có chương trình giảm điều này. Còn cái này là cũng nó có một cái bảng như để nó diễn giải ra từng từng cái không? Hả? Từng cái chương trình không anh? Hoặc là em nốt những cái mà thường dụng á. Thường thường em anh nói em đơn giản thế này. Một á là cạc này. Cạc. Làm tim mạch vành này. Dạ. Dạ. Nên đây có thể làm tứ chi này. Dạ. Yeah. Không. Là mạch chi này. Là mạch chi là mình làm cái DSA extremity là mạch chi này. Dạ. Yeah. Ha. Rồi. À, nếu như mà mình làm não á là làm neuro. Neuro. Neuro thì neuro. Thấy chưa? Neuro. Có thằng neuro dưới này là neuro gì à, nó cũng vậy thôi. Nó cũng vậy thôi. Nó cũng giống nhau. Cũng cạc dưới 4 rồi, này là cũng cạc 4 rồi đó. Anh cái protocol giống nhau á. Nó cũng giống nhau á. Ở trên giống nhau hết. Là mạch não. Đúng không? Còn như trong trường hợp mà làm 3D thì dùng cái đây nè. Đúng không? Ừ. Còn mấy kia thì em đã quan tâm lắm. Bây giờ mình có cách nào mình sắp xếp lại những cái thường dùng, mình quăng nó, kéo nó lên trên, nó gom lại một nhóm rồi mình để nó lên chỗ đó. Cái này hiện nay thì thường á, thì thật ra ở đây là nó sắp xếp theo theo bộ phận không thường thường làm. Thường em thấy ở đây là cardiology là nó sắp trên cục. Yeah. Yeah. Tiếp theo là những cái mảng đi xây đi, này là mảng xóa nền. Yeah. Xóa nền nó thì ví dụ như là em làm xóa nền body này là cái vùng bụng này, khi làm gan biết rồi đó, thì là body làm nhiều, anh làm mạch chi nó cũng đưa lên trước này. Yeah. Thấy chưa, mạch chi lên trước đó, chi này hay cái mạch chi lên trước. Chi clear này là có những một số các phần mạch nó giúp cho cái hình ảnh mình nó tốt hơn so với những chương trình không có clear. Đấy, cái body này thì dùng cho vùng giữa này, vùng giữa này. Rồi ngồi tới tiếp theo là mới tới ông mạch mạch não. Yeah. À, mạch não là nằm sau mấy ông này. Mạch não là nằm sau mấy ông cầm anh cầm với lại em đi say làm sao. Rồi tiếp theo là những cái ông ít dùng thì nó xét xuống càng dưới càng xuống càng dùng càng dưới. Nó xét nó xuống như là em làm mấy cái tiêu hóa vậy là nó còn xuống dưới nữa, nó ít đi làm. Nó càng xuống càng dưới ít. Thì mình dùng cái đó. Hoặc là neuro em dùng mấy phần mềm cũng được, em dùng những cái phần mềm có cái clear này thì nó sẽ có những cái phần mềm hỗ trợ cho mình trong cái việc giúp cái hình mình nó tốt hơn. Dạ. Tại vì trong này nó sẽ có rất là nhiều cái phần mềm liên quan đến clear. Clear nghĩa là làm cho chất lượng đỉnh xinh hơn, tốt hơn so với bình thường. Khe là làm cho trường hợp giảm đi. Thì toàn bộ đây clear. Clear ở đây thì nó có rất nhiều hình clear. Tiếp theo là nó sẽ giúp nó rất là phần mềm hỗ trợ thêm trong cái việc giúp nó giảm một số lọc một số cái cho mình. Thì đi kèm này thì nó sẽ có được cái hình ảnh ok hơn. Nhưng mà ok hơn thì chưa chắc thì liều thì em không rõ. Nếu như clear này thì là bao nhiêu đây? 3 đúng không? Đúng không? 3 gấp đôi. 3 thì nếu như Moro trên là bao nhiêu? Không, nãy mình ngấy Moro thường đúng không? Mình coi cái Moro thường này, Moro 3 lần này ha. Cũng cao chút 4 này. Cái gì vậy? Cái số đó ta nhỏ ta.
không thay đổi là cơ sở giống nhau. Có cái này, cái KV này là 73 mà KV đô là nó 102 là mình hiểu nó làm sao anh? À, liều trên máy là liều trên bệnh nhân. Cái này là liều trên máy. Cái đầu này đầu phát là con máy. Đầu phát là con máy, còn liều trên bệnh nhân là 102. Là liều mà để tính đo tính. Tại vì em là em sau liên tục mà, em sau rồi sẽ có nhiều cái liều tán xạ các kiểu rồi nữa, cho nên một bệnh nhân mà người ở trong phòng ngoài cái chuyện ăn trực tiếp là còn ăn những cái thứ cấp khác nữa. Yeah. Tổng hợp cộng lại thì nó tùm lum la. Nghe bác đất coi. Bác quà thì bác đang ở bên kia, bác bên mấy cái máy chim tim rồi vậy đó.